xin chào các bạn đã quay lại với channel Tuyên Dục. Hôm nay Tuyên Dục sẽ gửi đến danh sách các trường đại học cao đẳng có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 để sử dụng vào xét tuyển. Theo đó, tính đến tháng 1 năm 2022 có 81 trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức làm căn cứ xét tuyển năm 2022. So với năm 2021, số trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực xét tuyển tăng 9 trường. Những trường tăng thêm này đều ngoài hệ thống các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có một số trường đại học lớn lần đầu tiên sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển như trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Tôn Đức Thắng. Năm 2020, số trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh tăng lên 67 và năm 2021 là 72. Năm 2022 là 81 trường. Sau đây danh sách chi tiết các trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển như sau. Vừa rồi Tuyên Dục đã gửi đến danh sách các trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để làm căn cứ xét tuyển trong năm 2022. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc có ý thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé.